đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn đáng lo ngại trong hàng công của họ. Mặc dù có đến 7 tiền đạo, nhưng họ chưa thể ghi bàn trong các trận đấu tại V-League. Câu chuyện này đã được nhắc tới từ ngày tập trung đầu tiên của đội. Dường như các học trò của huấn luyện viên Chusier không thể duy trì phong độ cao khi chơi cho đội bóng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ông Chusier đang phải tìm giải pháp cho bài toán này bằng cách sử dụng số liệu thực tế. Trong 6 trận giao hữu gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã ghi được tổng cộng 5 bàn thắng. Tuy nhiên, 5 trong số này đã được ghi trong 3 trận đầu tiên khi đối thủ của họ còn yếu hơn, bao gồm Hong Kong, Trung Quốc, Syria và Palestine. Đây cũng là giai đoạn ông Chusier thử nghiệm và xây dựng đội hình. Nhưng trong 3 trận giao hữu tiếp theo, tỷ lệ dứt điểm trúng đích của đội tuyển đã giảm đi đáng kể. Trước tuyển Hàn Quốc, các tiền đạo của Việt Nam đã thực hiện 8 cú sút nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Hàng công của đội tuyển không thể hiện phong độ tốt. Trương Tiến Anh đã có 2 cơ hội trong vòng cấm nhưng anh không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Cú đá phạt của Văn Khang đã đập xà ngang nhưng không được tính là lần dứt điểm trúng mục tiêu. Trong tổng số 8 cú sút, 4 cú sút đã được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, đội tuyển đã thực hiện 10 cú sút nhưng không ghi được bàn nào. 2 trong số đó là cú sút từ trong vòng cấm và 1 là cú sút từ xa. 7 lần còn lại, các tiền đạo của đội tuyển đã đá không trúng mục tiêu. Trước Uzbekistan, Việt Nam đã thực hiện 6 cú sút mà không một lần nào bóng tìm đến khung thành đối phương. Trong 3 trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã dứt điểm tổng cộng 24 lần nhưng chỉ có 3 lần bóng đi trúng đích. Tỷ lệ này chỉ ở mức 12,5%, một con số lo ngại cho huấn luyện viên Chusier và hàng công của đội tuyển Việt Nam.